bông bông nghịch quá bà, bông bông ơi. Đấy các bạn nhá. Đây thì mình sẽ làm diều và làm AV luôn các bạn nhá. Ở quanh cái vườn này mình sẽ làm một số các cái AV. Đấy, AV để mình thỉnh thoảng mình quay cho các bạn xem trong những cái ngày mà mình không làm diều các bạn nhá. Bông bông. Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một con diều khoảng làm từ cái cây tre này các bạn nhé. Và cách làm thì đơn giản nhất và dễ kiếm nhất, mà nó sẽ dễ lên nhất các bạn nhé. Đấy, bóng của mình vừa kiếm các bạn nhé. Đấy, mình vừa kiếm thôi, không mất tiền mua đâu. Tre này thì mình mua 10.000 cây các bạn nhé. Nhưng mà cái cây này mình mua nhưng mà hôm nọ nhưng mà bị phơi nắng các bạn này, nứt này. Và bây giờ mình sẽ chẻ không theo ý của mình các bạn ạ, mà phải theo ý của cây tre các bạn nhé. Mình lấy làm sao mà được hai nan đẹp là được các bạn nhỉ. Đấy. Bây giờ mình mới tách đôi thôi các bạn nhé, mà mình sẽ để ý mình tách cho các bạn xem nhé. Thì các bạn nhé, mình lấy được 3 nan các bạn. 3 nan này sẽ một nan này là nan giữa các bạn nhé, còn hai cái này là nan cái. Đấy các bạn nhé, và bây giờ mình đi vào vuốt các bạn nhé. Vuốt thì bây giờ mình sẽ vuốt cho nó vuông trước các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta vuốt cái cây nan tre này thì chúng ta phải vuốt vuông cái cây nan lại. Đầu tiên chúng ta phải vuốt vuông lại các bạn nhé. Lúc chẻ ra thì các cái cây này thì chưa có vuông được đâu các bạn nhé. Mình phải vuốt vuông lại các bạn nhé. Đấy, đây mình quay cho các bạn xem này. Đấy. Đấy các bạn nhá, chúng ta sẽ chuẩn bị được 5 nan rồi các bạn nhá. Đấy, khi mà chúng ta muốn làm cái diều mà to mà nó lại không có nan đấy các bạn, thì mình sẽ nối nan các bạn nhá. Cái diều này thì mình sẽ làm phương pháp nối nan các bạn nhá. Đấy, và hai cái nan này là nan cái này. Đấy, hai cái nan này là hai nan các bạn nhá. Mình sẽ nối nan này bạn này. Đấy, Hưng ơi đưa nan lên để nối nan Hưng ơi. Đây các bạn nhá. Con chầm một mẫu hot hai lắm mà. Con này con chầm một mẫu các bạn. Đấy, con chầm một mẫu hot cực hay luôn các bạn nhá. Đấy. Đấy, mình chào các bạn nhá. Sau khi mà mình làm được cái nan xong thì mình lại quyết định là mình sẽ làm cái nan nối các bạn nhá. Đấy. Vì con diều này là 2,5 m các bạn nhé, nên là mình dùng nan nối các bạn ạ. Để mình đơn giản cái việc làm cái diều đấy các bạn nhé. Nếu mà dùng bát thì là nó lại phải đi mua bát cắt bát, mà mình lại dùng cái thanh tre này mình nối các bạn nhé. Vậy giờ mình buộc cái thanh tre này vào cái nan cái trước các bạn nhé. Cái thanh tre là khoảng 15 cm các bạn nhé. Ta chia đôi rồi các bạn, ta lấy giữa này. Thì ta đặt vào điểm giữa của cái nan cái các bạn nhé. Rồi ta dùng dây ta buộc lại các bạn. Cái bát thứ hai ta cũng buộc tương tự như đấy là bát đầu tiên các bạn nhé. Đấy, chúng ta cũng chia đôi các bạn này. Đấy, và cái đến này chúng ta khất cái này cho nó tiếp xúc cho cái giữa cái thanh bát với lại cái thanh cái cho nó tiếp xúc. Ok. Ôi, đi ra đi ra bông đi ra nhá. Bông đi ra thì lúc một thả cho bông cầm dây. Ok. Bông tí nữa cho bông cầm dây. Thường có bi đấy hả? Bây giờ mình đã buộc xong rồi các bạn nhé. Cái bát là mình đã buộc xong rồi các bạn nhé. Wow, hơi lệch các bạn ạ. Đúng rồi, lệch chán rồi. Nhưng mà lệch thế này là do cái cây các bạn nhé. Do cái cây, mình chỉnh tí cho nó đều rồi. Ok, được các bạn nhé. Ui, Hưng đi vô nhanh.
Cái bát này là tôi buộc vào cái thân của cái nan ngọn nhé. Rồi, ok. Nan tiếp theo thì bên cạnh thì ta để vào như thế này các bạn nhé. Bông bông thúc hơn à? Bông bông nghịch quá. Đấy. Này ta buộc lại nữa các bạn nhé. Ta dùng một cái cây tre này, đoạn tre như này nha, ta úp vào đây cho buộc vào đây luôn cho nó chắc các bạn nhé. Đấy. Là hai cái thanh hai bên ôm cái nan giữa các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã buộc xong cái bộ phận phần gì nhỉ? Bát các bạn nhé. Tương tự thì cái bát dưới này cũng như thế các bạn nhé. Còn bông nghịch quá đó bông nha. Một hồ nước qua của bà bị bông nước kinh bà Hưng hát hay thế. Hưng hát tiếp đi Hưng. Một con vịt xẻ ra hai cây cây nó kêu rạch 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 rạch. Một hồ nước qua của bà bị bông nước kinh bà suy ra à à. Và hai đấy, bên cái thứ hai là mình đã làm xong các bạn nhé. Đấy. Đấy, mình quay như này cho các bạn thấy này. Đấy các bạn nhé. Bông bông nghịch quá bờ bông bông ơi. Đấy các bạn nhá. Đây thì mình sẽ làm diều và làm AV luôn các bạn nhá. Ở quanh cái vườn này mình sẽ làm một số các cái AV. Đấy, AV để mình thỉnh thoảng mình quay cho các bạn xem trong những cái ngày mà mình không làm diều các bạn nhá. Bông bông. Bông bông. Nó mà chạy thì cho nó xích ạ. Ăn cướp. Lẹ vô. Ở trên đây cũng có chim làm tổ các bạn nhé, trên cây ấy. Bây giờ mình sẽ buộc hai cái đầu này là mình sẽ kéo lên được các bạn nhé. Khánh cầm cái nào. Đấy. Các bạn đã la ra cái điều chưa ạ? Đấy. Đấy các bạn nhá. Cái phần nan thì mình cũng đã làm với phần thân nữa là xong rồi các bạn nhá. Đấy. Còn mình sẽ về mình sẽ làm nan cấp quang cho cái phần đuôi nữa là mình sẽ ngày mai mình sẽ bọc các bạn nhé. Và bây giờ mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn xem thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Và các bạn sẽ theo dõi các cái video tiếp theo của cái con diều này các bạn nhé. Cũng to ra trò các bạn. Khánh đứng bên đây này. Đây, giơ cao lên nào. Ok.